Đây là giá được mình trồng bằng khăn trong khay trồng rau được 3 ngày nè các bạn. Giá cao cỡ này là thu hoạch được rồi. Giá được trồng bằng khăn nó có nguyên lớp như thế này. Còn đây là giá được mình trồng trong rổ bằng khăn giấy. Giá này cũng được 3 ngày. Còn bên này là giá được trồng trong rổ bằng khăn ướt. Cả ba cách đều cho kết quả rất là tốt. Bây giờ mình sẽ mang giá được trồng trong khay trồng rau ra cho các bạn xem. Nó dính hết vào khăn thành một lớp luôn nè các bạn. Kết quả rất tốt. Khác với giá ngoài chợ, giá sạch mình tự làm nó sẽ có nhiều rễ và thân nó cũng dài hơn. Giá được trồng bằng khăn giấy. Giá được trồng bằng khăn ướt. Nó xè ra như một cái bông vậy các bạn. Có rất nhiều cách trồng giá như là trồng giá bằng khăn, trồng giá bằng lưới mùng, trồng giá bằng tro trấu, trồng giá bằng cát. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng giá bằng khăn. Mình sẽ hướng dẫn với các bạn 3 loại khăn. Thứ nhất là khăn giấy. Thứ hai là mình dùng khăn ướt. Khăn ướt này các bạn mua ở các cửa hàng tạp hóa có bán rất nhiều. Và thứ ba là mình dùng khăn tắm. Các bạn có thể gieo hạt đậu xanh vào cái rổ nhỏ như thế này. Loại rổ nhỏ này thì chỉ làm được 100g đậu xanh. Nếu bạn dùng rổ loại lớn như thế này thì các bạn làm được 150g đậu xanh. Nếu như các bạn muốn có giá nhiều, đủ dùng cho cả gia đình thì các bạn có thể dùng cái khay trồng rau như thế này. Với cái khay trồng rau lớn này thì mỗi lần các bạn sẽ làm được đến 300g đậu xanh. Đậu xanh sau khi mua về các bạn ngâm với nước ấm trong khoảng 8 giờ. Hoặc là các bạn có thể pha nước 2 sôi 3 lạnh. Các bạn lấy ra 2 tô nước nóng, các bạn pha với 3 tô nước lạnh. Sau đó các bạn đổ đậu xanh vào để ngâm, hoặc là các bạn chỉ cần pha nước cho ấm là được, chứ không cần đo cho chính xác. Khi ngâm hạt đậu với nước ấm nó sẽ có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là làm cho hạt đậu của chúng ta nảy mầm được tốt hơn, và tác dụng thứ hai là nó có tác dụng diệt khuẩn, giúp làm giảm nguy cơ giá bị úng. Sau khi ngâm được 8 giờ thì hạt đậu đã nở ra như thế này. Mình đổ nước đã ngâm đi. Sau đó mình đổ nước sạch vào, khuấy lên để xả hết nước cũ đi. Các bạn lặp đi lặp lại khoảng 3 lần để cho hạt đậu nó thật sạch. Nếu như các bạn không xả sạch thì giá nó có nguy cơ bị úng. Mình lấy cái thau và để phía dưới cái rổ như thế này để hứng nước. Các bạn lựa cái thau nào mà miệng thau nó chỉ cần bao trọn cái đáy rổ là được. Các bạn không nên lấy cái thau quá lớn nha các bạn. Nó chỉ cần ôm trọn phần đáy của rổ thôi. Mình lót khăn giấy lên, mình lót hai lớp khăn giấy như thế này. Mình rắc hạt đậu lên, cái rổ này nhỏ cho nên chỉ làm được 100g đậu xanh. Trải đậu đều ra. Sau đó mình lựa hết những hạt đậu bị tách làm đôi và bỏ đi. Những hạt bị tách làm đôi thì nó sẽ không nảy mầm được và nó sẽ bị thối, cho nên mình phải lựa bỏ ra hết. Sau
Sau khi lựa xong thì mình lấy bình tưới xịt nước cho ướt đều. Chỉ cần xịt nước cho ướt đều là được, các bạn không cần phải xịt quá nhiều nước. Sau đó mình xếp một lớp khăn giấy mỏng lên. Mình tưới cho nó ướt đều. Mình lấy một cái bịch ni lông màu đen và trùm lên. Các bạn trùm phủ kính xung quanh như thế này là được. Các bạn không cần buộc lại nha các bạn, chỉ cần phủ như thế này thôi. Sau đó mình đem đặt ở nơi tối. Bịch ni lông tuy có màu đen nhưng mà nó khá mỏng, cho nên các bạn cần đặt nơi thật tối sẽ tốt hơn. Các bạn có thể đặt vào cái tủ gỗ như thế này. Các bạn đặt vào bên trong và đóng cửa lại thì nó sẽ tối hoàn toàn luôn. Nếu như các bạn để ánh sáng lọt vào thì giá của các bạn khi ăn nó sẽ có vị đắng. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn với các bạn trồng giá bằng khăn ướt. Mình sẽ dùng cái rổ lớn như thế này để gieo hạt đậu. Cái rổ lớn này gieo được 150g đậu xanh. Mình lấy khăn ướt ra, sau đó bỏ vào thau nước và giặt sạch. Mình bóp đi bóp lại vài lần cho nước trong khăn nó ra hết. Sau đó mình xếp khăn vào rổ, mình xếp 2 lớp. Mình rải hạt đậu lên và lựa những hạt bị hư và bị tách làm đôi ra. Mình để lên một cái thau để hứng nước. Cái thau chỉ cần ôm trọn đáy của rổ là được. Xịt nước cho ướt đều. Mình giặt thêm khăn ướt để phủ lên trên. Chỉ cần phủ lên trên một lớp mỏng là được. Khăn ướt mới giặt còn ẩm cho nên mình chỉ cần trùm lại chứ không cần tưới lớp khăn bên trên bề mặt. Sau đó mình cũng đặt vào chỗ tối. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng giá với khay trồng rau. Đây là cái khay trồng rau mà mình đã mua. Nó sẽ có một miếng lót như thế này. Mình đặt miếng lót vào, sau đó mình phủ khăn tắm lên. Khăn tắm mới mua về các bạn nên giặt sạch bằng nước rửa chén, sau đó phơi cho khô, như vậy sẽ tốt hơn. Sau khi xếp vào khay thì mình tưới nước cho ướt đều. Mình lựa những hạt đậu bị tách đôi ra. Mình lấy thêm một cái khăn nữa trùm lên. Sau đó mình phun nước cho ướt đều. Lớp khăn phía trên các bạn chỉ cần phun cho nó vừa ướt là được. Các bạn không cần phun nước nhiều. Sau đó mình lấy một cái khay trồng rau khác và mình đậy lên. Nó sẽ vừa khít như thế này. Cái khay trồng rau nó sẽ có hai cái lỗ như thế này. Các bạn để cho nó thoát hơi chứ không được bịt kín nha các bạn. Nếu các bạn đặt khay thì nó cũng cần tối, nhưng mà nó không cần tối hoàn toàn đâu các bạn. Do khay trồng rau nó có màu đen và dày, cho nên các bạn không cần đặt vào chỗ tối hoàn toàn như là bịch ni lông. Mỗi ngày mình sẽ tưới nước cho giá 2 lần. Ví dụ mình làm giá vào buổi chiều thì sáng sớm hôm sau mình tưới 1 lần và buổi chiều mình tưới thêm 1 lần nữa. Những ngày tiếp theo các bạn cũng làm tương tự như vậy. Một lưu ý rất quan trọng khi các bạn tưới nước cho giá là các bạn không được dùng nước máy để tưới. Các bạn nên dùng nước uống. Nếu như các bạn muốn dùng nước máy thì các bạn múc nước ra thau hoặc là xô, sau đó các bạn để nước ra ngoài trời vài ngày cho chất khử trùng nó bay hơi hết. Lúc đó các bạn mới lấy nước để tưới cho giá được. Giá mình làm bằng khăn giấy được 1 ngày tuổi nè các bạn, nảy mầm rất là đều. Bây giờ mình tưới nước cho nó. Lúc này là buổi chiều, lúc sáng thì mình đã tưới nước cho nó 1 lần rồi. Bây giờ mình tưới thêm cho nó 1 lần nữa, 1 ngày 2 lần, sáng và chiều. Các bạn bận quá thì tối tưới cũng được. Ngày đầu mình tưới ít thôi các bạn, ngày thứ 2 và ngày thứ 3 mình mới cần tưới nước nhiều. Lớp khăn giấy phía trên mặt còn rất là ướt, cho nên mình không cần tưới.
mình chỉ cần tưới lớp dưới thôi. Lớp phía trên này chỉ cần giữ ẩm cho nên mình không cần tưới như lớp phía dưới. Sau đó mình đậy lại và tiếp tục đặt vào chỗ tối. Trồng giá bằng khăn ướt và khăn tắm các bạn cũng làm tương tự như vậy. Trồng giá bằng khăn ướt nè các bạn. Mình thấy lớp khăn mặt trên nó hơi khô, cho nên mình phun thêm nước cho ướt, chùm lại và đặt vào chỗ tối. Giá trồng trong cây trồng rau được một ngày nè các bạn. Mình tưới cho lớp khăn phía dưới. Mình không tưới cho lớp khăn phía trên, do khăn tắm giữ nước rất là tốt. Lớp khăn phía trên còn ẩm cho nên mình không tưới. Tưới xong mình để lại và đặt vào chỗ tối. Giá của mình đúng 2 ngày nè các bạn. Bây giờ là buổi chiều. Buổi sáng thì mình đã gỡ bỏ lớp khăn phía trên ra rồi các bạn. Tức là khi giá được 1,5 ngày tuổi, mình sẽ bỏ lớp khăn phía trên ra. Bây giờ là buổi chiều, mình tưới thêm một lần nữa. Mình đậy lại và đặt vào chỗ tối. Giá làm bằng khăn ướt và làm bằng khăn tắm mình cũng làm tương tự. Giá làm bằng khăn ướt ngày thứ hai. Giá làm trong cây trồng rau ngày thứ hai. Ngày thứ ba đây các bạn. Bây giờ là buổi sáng của ngày thứ ba, tức là giá đã được 2,5 ngày tuổi. Giá lúc này đã mọc lên cao. Mình tưới nước cho nó. Đây là lần tưới nước cuối cùng. Tưới xong mình để lại và đặt vào chỗ tối. Chiều hôm nay, tức là đúng 3 ngày, mình sẽ lấy ra và thu hoạch. Các bạn thấy nước trong thau đọng lại nhiều thì các bạn đổ nước đi. Giá làm bằng khăn ướt và làm bằng khăn tắm mình cũng làm tương tự. Nếu như các bạn thấy nước trong khay nhiều thì các bạn sẽ nghiêng qua như thế này và đổ bớt nước đi. Các bạn chỉ cần đổ nước ra bớt là được, các bạn không cần phải đổ nước ra hết. Giá của mình đúng 3 ngày nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thu hoạch. Các bạn không nên nhổ một lần một nắm lớn như thế này. Khăn giấy nó sẽ dính vào rễ. Mỗi lần nhổ thì các bạn nhổ ít thôi. Các bạn cũng nên kiểm tra xem là rễ có dính khăn giấy hay không. Giá rất tốt luôn các bạn. Nếu như các bạn không thích rễ thì các bạn dùng dao cắt rễ đi. Sau khi nhổ xong thì mình đem rửa sạch. Các bạn chỉ cần rửa một lần duy nhất cho nó trôi bớt vỏ đậu là được. Bây giờ mình sẽ cân thử. Được 900g, trừ đi cái rổ 100g là còn 800g. Vậy là 100g đậu được 800g giá. Giá trồng bằng khăn ướt. Làm bằng khăn ướt thì thu hoạch rất là dễ, nhổ rất là nhanh.
Các bạn nếu không thích rễ thì cắt đi. Trồng giá bằng khay trồng rau với khăn tắm. Nếu như các bạn trồng giá bằng khăn giấy thì sau khi thu hoạch các bạn bỏ lớp khăn giấy cũ đi và các bạn lấy khăn giấy mới để làm tiếp, chứ các bạn không tái sử dụng được. Còn các bạn làm giá bằng khăn ướt hoặc là các bạn làm giá bằng khăn tắm thì các bạn tái sử dụng lại được. Sau khi thu hoạch xong thì các bạn sẽ giặt khăn với nước rửa chén. Do mình làm giá sạch cho nên mình sẽ không sử dụng bột giặt mà mình sẽ dùng nước rửa chén để giặt. Khi các bạn vò khăn thì rễ nó sẽ rớt ra khỏi khăn. Nếu như nó còn một số ít rễ dính vào khăn thì cũng không sao đâu các bạn. Sau khi đã giặt sạch thì các bạn sẽ trụng nước sôi cho nó. Các bạn nấu nước cho sôi, sau đó các bạn bỏ khăn vào khoảng 5 phút. Các bạn nhắc xuống, các bạn đổ nước lạnh vào cho nguội. Sau đó các bạn vắt nước và các bạn đem phơi khô. Sau khi khăn đã khô thì các bạn sẽ tái sử dụng lại khăn. Các bạn lưu ý là rổ và khay trồng rau thì các bạn cũng cần phải rửa sạch và đem phơi khô, để khi các bạn làm giá đợt tiếp theo thì nó cũng sẽ tươi tốt như vậy chứ không bị úng. Đầy rổ lớn luôn nè các bạn. Được 2,4 kg, mình trừ đi cái rổ thì còn khoảng 2,3 kg. Như vậy là với cách làm giá bằng khăn thì 1 kg đậu sẽ làm được từ 7 đến 8 kg giá. Trong những cách trồng giá bằng khăn thì mình thấy là cách trồng giá bằng khăn giấy nó dễ bị úng nhất. Và trong những cách trồng giá mà mình đã làm thì mình thấy cách trồng giá bằng vải mùng là cách trồng giá tối ưu nhất. Nó vừa dễ làm, ít bị úng, lại cho năng suất rất là cao, thu hoạch dễ và tái sử dụng cũng dễ. Hầu như mình chưa tìm thấy một cái khuyết điểm nào với cách trồng giá bằng vải mùng. Trong video lần sau mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng giá bằng vải mùng này.